Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Trung bị giáng chức, Thủ tướng Phúc hả hê. Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 11 tháng 8 đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Diễn biến xảy ra sau các tin đồn đoán nói rằng ông Trung sẽ bị Đảng Cộng sản kỷ luật. Và quyết định vào ngày 11 tháng 8 của Thủ tướng nói việc tạm đình chỉ là để xác minh, điều tra, làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, 53 tuổi, từng giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định trên. Ông Nguyễn Đức Trung là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2015. Báo Thanh Niên đưa tin, Bộ Chính trị đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, ông Trung là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông từng được khen thưởng như Huân chương Chiến công hạng nhất năm 2009-2012, Huân chương Chiến công hạng 3 năm 1998-2001 và 2009 và Anh hùng Lực lượng Vũ trang vào tháng 10 năm 2004. Ba vụ án liên quan là như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Báo Tuổi Trẻ nói họ đã nói chuyện với Thiếu tướng Tô Anh Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an vào ngày 11 tháng 8 và ông này cho biết theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Trung có liên quan đến 3 vụ án. Thứ nhất là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, tức là Công ty Nhật Cường, Sở Quách và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố. Đây là hình ảnh vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, bắt giam 3 cán bộ thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung bao gồm ông Nguyễn Anh Ngọc là thư ký, Nguyễn Hoàng Trung là lái xe và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an. Trước đó đã có quyết định khởi tố bị can bắt giam 2 cán bộ gần cận với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung và một nhân viên của Bộ Công an. Và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào ngày 22 tháng 7 cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam với 3 bị can. 2 bị can gần cận với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là Nguyễn Anh Ngọc, cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp việc và Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Nguyễn Đức Trung. Bị can thứ 3 là Phạm Quang Dũng, cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu thuộc Bộ Công an C03. Và Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ Công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Bản tin trên trang của Bộ Công an đưa tin như vậy. Và một Thứ trưởng Bộ Công an vào cuối tháng 6 cho biết đây là đại án tham nhũng rất nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng và chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban này. Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án Nhật Cường vào hồi tháng 5 năm 2019 và C03 là nơi thụ lý điều tra vụ án. Tổng cộng có 26 bị can tới lúc này đã bị can chính là Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường. Bị can Huy hiện đang bị truy nã quốc tế, đã bị khởi tố 4 tội danh, trong đó có tội buôn lậu và rửa tiền. Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy mới đây cũng bị bắt để điều tra về tội buôn lậu. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm đã từng nói bằng mọi biện pháp, cách gì có thể làm được đều làm để bắt được ông Bùi Quang Huy. Và bản thân ông Đại tướng Tô Lâm hiện nay vẫn liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thành tại Đức. Đây là hình ảnh Bùi Quang Huy đang bị truy nã quốc tế và anh trai Bùi Quốc Việt mới bị bắt gần đây về tội buôn lậu. Trong số các bị can có cả cựu Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên giám đốc Sở Khoa học và Đầu tư thành phố Hà Nội và Chánh văn phòng Sở Khoa học Đầu tư. Vụ án Công ty Nhật Cường được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng qua sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc thành phố Hà Nội bị cho là có sai phạm. Trao đổi với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ông Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và bất đồng chính kiến ở Hà Nội nhận định rằng việc ông Trung bị cho lên thớt trong thời điểm sắp diễn ra đại hội nhiều khả năng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng nói dư luận Hà Nội nhiều tháng nay bàn tán rất nhiều về ông này ở, ông này đi về tranh đua, thù hằn lẫn nhau. Chuyện đấu đá là chuyện hiển nhiên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa nay rồi. Ông Quang A lập luận, và nhất là trong thời kỳ sắp sửa đại hội thì các phe phái lại tăng cường đấu đá để tranh giành các vị trí quyền lực. Ông Trung vốn là tướng công an sang làm chủ tịch Hà Nội nên chưa biết chừng việc đấu đá xuất phát từ nội bộ công an với nhau, phe nhảy đánh phe kia chẳng hạn, ông nói thêm. Cũng theo lời ông Quang A, khi tài xế riêng và thư ký của ông Trung bị bắt để điều tra trước đó, thì mọi người cũng có thể đoán được kết cục của ông Trung, nên bản thân ông không cảm thấy bất ngờ. Đánh giá về thành tích của ông Trung sau 5 năm nắm quyền, ông Quang A cho rằng ông Trung là người năng nổ và nhiệt huyết. Ông ấy khá năng nổ, ông ấy làm việc khá quyết liệt, nhất là trong việc chống dịch viêm phổi Vũ Hán vừa rồi và một số việc làm khác như trồng cây và các thứ, ông Quang A chia sẻ. Đây là hình ảnh quen thuộc của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung trong các cuộc họp chỉ đạo công tác chống dịch cúm Vũ Hán tại Hà Nội. Vào hôm 29 tháng 6, Hội đồng thi đua khen thưởng của thành phố Hà Nội đề xuất xét tặng huân chương lao động hạng nhất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Tuy nhiên sau đó lại nói rằng sẽ lấy ý kiến nhân dân 7 ngày nay và đã đình hoãn lại. Những biện pháp cứng rắn của chính quyền Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, dù không phù hợp nếu xét về tiêu chuẩn nhân quyền, nhưng hiệu quả chống dịch nói chung được đánh giá là tốt. Ông Quang A đã nói như vậy. Và giới hoạt động đã chỉ trích ông Trung về cách xử lý vụ tranh chấp đất đai tại làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách đây 3 năm. Khi đó, ông Lê Đình Kình là lãnh đạo phong trào đòi đất đã bị đánh gãy chân. Dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 quan chức của huyện Mỹ Đức và cảnh sát cơ động. Và để giải quyết bế tắc, ông Trung đã về Đồng Tâm và hứa với dân ở đây là chính quyền sẽ không truy tố vụ việc. Nhưng cuối cùng đã nuốt lời. Ông ấy đang giải quyết tương đối êm thấm vụ này nhưng lại nuốt lời. Không biết đó là do ông ấy hay cho cấp trên của ông ấy ép làm như vậy, ông A đã nói. Về khả năng ông Trung có trong sạch hay không thì ông A nói tiếp. Không có chuyện trong sạch đâu, không có một ông nào trong sạch cả, ông Trung cùng cho một đống ấy mà thôi. Cái guồng máy ấy đã tạo ra những con người bẩn thì ông Trung cũng không thể thoát khỏi việc tham nhũng bẩn thỉu được. Ông A đã bình luận với ý nhắc đến hệ thống của chính quyền Cộng sản Việt Nam như vậy. Nhận xét chung về ông Trung, nhà quan sát này cho rằng dù có làm được một số việc nhưng không bù đắp được thất bại ở Đồng Tâm. Nhà quan sát chính trị, nhà báo Quang Hữu Minh đã nhận định vấn đề ở chỗ ông Nguyễn Đức Trung không đủ chiều sâu chính trị cần thiết để ngồi ghế chủ tịch Hà Nội. Đây là hình ảnh một cửa hàng trong chuỗi siêu thị Minh Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Trung nắm cổ phần qua tập đoàn Minh Hoa. Ban đầu bà Hoa nắm 90% tổng vốn góp, đến cuối năm 2018, vốn của bà Hoa đột ngột giảm xuống chỉ còn có 45%. Và đến ngày 20 tháng 12 năm 2019, công ty Minh Hoa đã giảm mạnh vốn điều lệ xuống chỉ còn 5 tỷ đồng từ 50 tỷ đồng trước đó, chưa hiểu vì lý do gì. Ông Minh cũng giải thích thêm, thật ra thì anh Trung là một người lính chiến, thành ra ở những vị trí mà cần đến chiến đấu xông xáo thì anh Trung là hợp lý, và anh cũng chỉ nên làm việc đó thôi. Còn khi anh về làm công tác quản lý của một cái thủ đô như Hà Nội, thì anh không làm đảng yên tâm, cán bộ cấp dưới thì nhiều người họ phản ứng. Cái cách anh Trung để cho vợ làm siêu thị Minh Hoa, để cho con trai trực tiếp vụ mua bán hóa chất xử lý nước Hồ Tây, đó là những cái mà tầm chủ tịch thủ đô không nên. Điều đó làm mất lòng cấp dưới. Còn cấp trên thì từ lâu đã có tin đồn anh có thể cho Nhật Cường quản lý dữ liệu dân cư Hà Nội. Nhiều người cho rằng Nhật Cường lại có vốn Trung Quốc. Và nếu dữ liệu dân cư Hà Nội là một bí mật quốc gia mà có vốn Trung Quốc thì không ổn. Và khi nào thì sẽ bắt ông Trung? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ngay sau khi thư ký và lái xe của ông Nguyễn Đức Trung bị bắt, dư luận cho rằng trước sau gì cũng đến ông Trung. Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng, hai người có liên quan đến Chủ tịch Hà Nội bị bắt với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước, thì ông Trung cũng không thể thoát. Ông nhận định tiếp như sau. Chúng ta đều thấy chắc chắn sắp tới kịch bản sẽ không mấy gì tốt đẹp cho Nguyễn Đức Trung. Ta thấy họ cách xử lý trong nội bộ tất cả những chuyện khi động chạm đến sự đoàn kết của Đảng. Một khi được công bố ra công luận như báo chí đã đăng, coi như số phận và sinh mạng chính trị của người ấy coi như đã chấm dứt. Trung tá quân đội Đinh Đức Long nhận định khả năng ông Trung sẽ bị bắt trước Đại hội Đảng 13. Ông phân tích như sau. Tại sao họ bắt vào lúc này? Lúc này Đại hội Đảng đến cấp thành phố rồi và ông Trung là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hà Nội và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nghĩa là trong ban thường vụ, đình chỉ hoạt động Đảng, nghĩa là gần như chắc chắn ông bị loại khỏi Thành ủy Hà Nội. Quy trình của họ phải làm như thế. Và nhiều khả năng là ông Trung sẽ bị bắt, trời cao thì có trời cao hơn. Họ làm thế tôi nghĩ họ đã có bằng chứng rồi, chứ không đơn giản đâu, ông nói.
Đây là hình ảnh vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 2017, ông Nguyễn Đức Chung về thôn Hoành và có cuộc đối thoại trực tiếp dài 2 giờ với người dân Đồng Tâm nhằm giải cứu 19 cán bộ chiến sĩ với 3 lời hứa như sau. Sẽ làm rõ đất Đồng Sinh có phải là đất quốc phòng hay không. Thứ hai là không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể người dân xã Đồng Tâm. Thứ ba, sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 1 năm 2020, vụ việc bi thảm của Bộ Công an điều tới 3.000 quân đến bắt giam 30 người dân Đồng Tâm và hành quyết người đảng viên già 84 tuổi Lê Đình Kình ngay trên giường ngủ, có lẽ không phải là do ông Nguyễn Đức Chung chủ trương và chỉ đạo. Nhà báo Minh Hữu Quang cho rằng chuyện ông Chung chết chỉ là vấn đề thời gian. Đa số các quan chức đều có sân sau là doanh nghiệp, nhưng họ không làm trực tiếp như ông Chung và khi ăn thì chừa phần cho người khác. Nhiều người nói anh Chung sẽ về ban nội chính, nhưng theo tôi thì có khả năng anh Chung sẽ bị xử lý hình sự, sẽ trải qua các bước tố tụng như khởi tố bị can và bắt giam. Và nhà báo Hoàng Linh chia sẻ cảm nghĩ về việc này qua bài viết trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Thân nhiệt Chung con. Theo suy đoán của tôi, với những động thái từ cơ quan thẩm quyền về mặt đảng và chính quyền, những ngày tự do của ông Nguyễn Đức Chung sẽ sớm kết thúc. Chiều hôm nay, mây đen vần vũ trời Hà Nội và tâm trạng ông Nguyễn Đức Chung chắc cũng vậy. Cho dù từng là trinh sát, giám đốc công an, mang quân hàm tướng, nhưng khi đã trở thành đối tượng của đại án thì hoàn toàn khác. Các điều tra viên cao cấp và kiểm soát viên dày dặn kinh nghiệm sẽ nghiền nát ý chí phản kháng nhanh và luôn. Còn nhà báo Nguyễn Như Phong vừa có chia sẻ rất liên quan như sau. Napoleon Bonaparte đã nói, khi Napoleon đi đánh nước Ý thắng trận trở về, nhân dân Paris đổ ra đường đón viên tướng trẻ mới hơn 20 tuổi với tất cả sự cuồng nhiệt. Với một viên sĩ quan cận vệ nói, xem dân chúng đón ngài mới thấy chiến công của ngài vĩ đại đến mức nào. Nhưng Napoleon đã bĩu môi nói rằng, nếu ngày mai ta lên đoạn đầu đài thì dân chúng cũng đi xem đông như thế. Quý vị và các bạn vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 với bản tin Chủ tịch Chung giáng chức Thủ tướng Phúc hả hê. Quý vị hãy chia sẻ bài báo này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.